Anh chàng này là một nông dân chính hiệu, sáng thì lái công nông, chiều thì nhông nhông ngoài bãi rác. Buồn buồn anh lại đi rửa bát thâu đêm, tưởng rằng là một chàng ngốc nhưng anh ta lại có một mối tình đẹp như trong tranh cùng cô người yêu là hoa khôi của xóm. Tuy nhiên cuộc đời thật làm bất công nên cọng lông cũng không được thẳng. Vợ sắp cưới của anh ta lại bị một tên trùm xã hội đen Yakuza Nhật Bản làm tiền nhiều của húp mất, miếng ngon tới mồm còn bị thằng khác nó sơi. Quá ai cay con chim cú, từ đó về sau, anh ta đã quyết tâm trở thành một bang chủ Yakuza có máu mặn nhất ở thành phố Tokyo để báo thù. Vậy anh chàng đó là ai? Làm cách nào mà một kẻ ngoại quốc như anh ta lại làm được điều đó? Thì mời các bạn đón xem một siêu phẩm xã hội đen Nhật Bản có tên Đại Náo Shinjuku do Thành Long thủ vai, dựa trên một câu chuyện có thật nha. Vào những năm 1800 hồi ấy, ở vùng đông bắc Tàu Khựa lạnh giá thấu xương, có một anh chàng lái máy cày tên là Đầu Sắt vô cùng ngốc nghếch. Ấy vậy mà anh lại có một cô bạn gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thùng và còn là hoa khôi của xóm tên là Tú Tú. Chuyện tình hai người đang đẹp như trong tranh, ấy vậy mà trong thôn bỗng rộ lên một trào lưu, đó là sang Nhật Bản làm giàu. Nhận thấy mình không thể suốt kiếp vác cày theo đích con trâu, Tú Tú cũng muốn theo mọi người đi tìm chân trời mới xa hoa tráng lệ. Cô nàng hứa với Đầu Sắt rằng khi nào đủ tiền mua con G63 và iPhone 14 Pro Max thì cô sẽ trở về làm vợ của anh. Đầu Sắt mà dù không muốn cách xa nhưng anh chỉ có trên răng dưới bình xăng, bản thân mình còn chưa lo được nổi thì lấy tư cách gì mà cản bước em yêu. Và rồi vừa ẻ phát thì một năm thấm thoát cũng đã trôi qua, mối tình ngọt như glucose của Đầu Sắt ngày nào nay cũng theo đó mà mất hút con mợ hàng lươn bạt vô âm tín. Không thể tiếp tục chịu được cảnh làm bạn với đôi tay cũng như nghe theo lời mách bảo của cả con tim lẫn lý trí, Đầu Sắt quyết định chơi lớn một phen nên liền vượt biên qua Nhật Bản để tìm Tú Tú. Sau khi lang thang như mèo hoang chó dại, ở hết đầu đường này đến xó chợ khác, cuối cùng Đầu Sắt cũng lết được đến một khu nhà ổ chuột nơi có thằng em chí cốt tên là A Kiệt là đồng hương. Không những thế, nơi đây còn có hơn chục người nhét trong căn nhà nhỏ bé này, họ đều là những người Trung Quốc mưu sinh nơi xứ người. Mặc dù điều kiện sống khó khăn nhưng tất cả vẫn đầy áp tình người. Ấy vậy khi A Kiệt dẫn anh đi tắm thì mấy thằng xã hội đen Yakuza lại coi hai người như những con chó ở Tokyo. A Kiệt cũng nói với anh rằng cậu ấy đã tìm Tú Tú ở khắp mọi nơi mà chẳng thấy nên khuyên Đầu Sắt đừng nên hy vọng gì. Mặc dù người yêu thì chưa tìm thấy nhưng trước mắt thì có thực mới vực được đạo. Đầu to được A Kiệt dẫn đến công tác tại một bãi rác để kiếm ăn. Bỗng dưng một chiếc xe tải không biết đằng sau có người nên đã vô tình chôn vùi một người anh em trong hội tên là Đại Bảo. Đầu Sắt tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này thì chẳng cần suy nghĩ gì mà liền lao tới để cứu người. Để trả ơn cứu mạng, Đại Bảo đã đãi cả hai một bữa đánh chén no say. Không những thế còn hứa sẽ giới thiệu cho hai người một việc nhẹ lương cao, đó là đi hút bể phốt. Nói là làm, tối hôm đó, Đại Bảo dẫn Đầu Sắt và A Kiệt tham gia vào binh đoàn vét máng dưới cống ngầm. Nhưng đời đã đen lại còn lắm lông, vừa trận đầu giao quân thì đã gặp ngay cảnh sát. Lập tức cả nhóm bị vây bắt bởi họ là những người nhập cư trái phép, không có giấy tờ tùy thân. Tất cả sợ bị đuổi về nước nên đã chạy phọt cả dám để tẩu thoát. Trong lúc hỗn loạn, một viên cảnh sát đầu hói đã vô tình bị nước cống cuốn trôi. Đầu Sắt tốt bụng không thể thấy chết mà không cứu nên đã quay lại kéo ông ta lên. Sau đó vì quá sợ nên anh đã chim én lúc nào không hay. Để tồn tại được ở nơi đất khách quê người này, A Kiệt và anh béo đã giới thiệu cho Đầu Sắt một việc không cần làm mà vẫn có ăn, đó là hành nghề ăn cắp. Nhìn anh béo tự dưng như ruồi nhảy bộ gậy đánh gôn một cách tỉnh bơ giữa ban ngày ban mặt, Đầu Sắt mắt chữ O mồm chữ A có phần kinh ngạc. Tuy nhiên để tôn trọng hàm răng của mình và không muốn bị trục xuất về quê chăn vịt nên anh đã lựa chọn một công việc an toàn hơn, đó là chủ tịch hiệp hội rửa bát. Trong lúc nghỉ ngơi, Đầu Sắt vô tình nhìn thấy một lũ côn đồ Yakuza đang chấn lột một cô nàng với một người đàn ông say xỉn. Một lần nữa, Đầu Sắt lại cầm gậy xông tới giải vây. Tuy rằng không phải cao thủ võ lâm nhưng chỉ cần giam ba cái võ mèo cao này của anh cũng đủ làm cho lũ đầu trâu mặt ngựa này chạy dễ đất xin tha. Thì ra cô nàng này tên là Suka, chủ nhà hàng mà Đầu Sắt đang rửa bát. Để cảm ơn, cô nàng xinh đẹp liền móc ra một sấp tiền đưa cho Đầu Sắt. Tuy nhiên anh giúp người xuất phát từ tấm chân tình nên liền trả lại. Nhận thấy trong cái xã hội thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều này, hiếm có người thật thà như Đầu Sắt, nên hai người đã cùng nhau say một trận và nảy sinh mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu. Những ngày sau đó, Suka còn đến hẳn khu ổ chuột để chung vui. Vừa nhìn thấy cô nàng, mọi người đã khuyên Đầu Sắt động phòng hoa chúc. Dần dần, cô nàng như một thành viên ở nơi đây, đúng là có chút quan hệ vào nó khác bọt hẳn. Ngày hôm sau, Đầu Sắt được điều chuyển từ rửa bát lên hẳn bồi bàn. Tại đây, anh đã vô tình nhìn thấy người mình tìm kiếm bấy lâu nay, đó chính là cô nàng Tú Tú. Điều này khiến Đầu Sắt đứng hình mất 5 giây, đây chẳng phải là mối tình đầu của anh hay sao? Đúng là không gì nhanh bằng cách người yêu cũ trở mặt. Tú Tú nhìn thấy sự xuất hiện của Đầu Sắt thì ánh mắt liền né tránh và tỏ ra thờ ơ. Đúng vậy, giờ đây cô nàng đã là phu nhân của một tên xã hội đen tai to mặt lớn của Nhật Bản thì sao còn quan tâm đến một lão nông dân như Đầu Sắt? Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, Đầu Sắt không nói nên lời đành lòng quay đi rời đi. Vào thời điểm đó, các băng đảng xã hội đen của Nhật Bản vô cùng phát triển, ngang nhiên tồn tại song song cùng với các tổ chức của chính phủ. Để tranh giành địa bàn, các bang hội thanh toán nhau như cơm bữa, máu đổ thành sông, dân chúng sống trong cảnh lầm than mà cảnh sát cũng phải bó tay. Chính vì thế để có chỗ dựa trong cái xã hội này nên Tú Tú đã về làm vợ của một tay trùm có tên là Seiko, hội phó của Hiệp hội Yakuza Tokyo vô cùng nổi tiếng.
Nhìn thấy ông anh bị cắm hai chiếc sừng to tổ chảng, A Kiệt liền lôi chai rượu từ thời nhà Thanh mà anh cất giấu từ khi còn chưa biết đi lâu ra để giải sầu. Thấy hai em gái bán hoa, Đầu Sắt liền rủ A Kiệt xông tới giải đen. Trong lúc bắt con ve bỏ vào cái ca, Đầu Sắt nhớ lại cảnh vượt biên ngày nào. Trong lúc thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát Trung Quốc, một người đồng hương đã phang viên gạch vào đầu sát hại viên cảnh sát để giúp anh chạy thoát. Tuy nhiên khi lên thuyền, anh mới phát hiện ra giấy tờ của mình bị rơi cảnh sát chết đó. Chắc chắn phía Trung Quốc tưởng anh giết người nên đang phát lệnh truy nã. Chính vì thế, anh đã không còn đường quay trở về quê hương được nữa. Đầu Sắt quyết định đâm lao thì phải theo lao. Tú Tú vì ham mê giàu sang mà bán đi hạnh phúc đời mình thì anh nhất định cũng phải trở thành người có chỗ đứng ở cái xã hội này. Ngày hôm sau, Đại Bảo dẫn Đầu Sắt tới gặp một tên trùm, sau đó anh nhập 10.000 chiếc thẻ cào điện thoại lậu rồi về phân phát cho anh em đem bán kiếm lời, giả làm khách du lịch rồi dùng thẻ tín dụng giả mua đồ ở trung tâm thương mại, sau đó đem bán rẻ cho chợ trời để thu lời bất chính. Không những thế, Đầu Sắt còn cài những con chip vào máy đánh bạc công cộng, vậy nên anh có thể chơi thắng một cách dễ dàng và đổi được hàng chục ngàn tiền yên. Cứ như vậy, cuộc sống của Đầu Sắt và anh em cũng phần nào trở nên khá giả hơn. Tuy nhiên, anh lại phát hiện ra A Kiệt rất rụt rè nhút nhát, làm việc xấu thì căng thẳng, rõ ràng là không thích hợp với công việc lừa đảo này. Cậu ấy nói mình là một thằng nhát gan, chỉ ước có một chiếc xe đẩy nhỏ để bán hạt rẻ sống qua ngày. Hiểu được ước mơ của thằng em dạy, vậy nên Đầu Sắt cùng với anh em đã mua tặng cho A Kiệt một chiếc xe bán hạt rẻ để cậu có thể sống những ngày tháng bình yên cùng ước mơ của mình. Đây có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của những người con xa xứ. Hàng ngày A Kiệt đi bán hạt rẻ, anh vô tình quen và thích một cô gái. Khi anh đang làm ảo thuật chọc cho cô bé cười thì cha cô bỗng dưng lù lù xuất hiện. Nhìn thấy A Kiệt cũng là con dân của Mao Trạch Tây, ông ta liền tươi cười mời anh vào trong quán rượu. Tưởng rằng bố vợ chắc sẽ mời mình vài ly, ai dè ông ta lại cho đàn em Mr. Bean cho anh một trận thừa sống thiếu chết. Đúng là khổ vì bạn mà khốn nạn vì đồng hương. Quay trở về, không những mắt mũi của A Kiệt thâm như gấu trúc mà chiếc xe hạt rẻ cũng bị bọn chúng tịch thu công quỹ. Ai cũng biết rằng thằng cha đó được bọn Yakuza Nhật Bồn bảo kê nhưng không thể nuốt được mối nhục này. Đầu Sắt liền đứng lên đi đòi lại công bằng cho thằng em dạy. Một mình anh ba máu sáu cơn xông tới quán bar của thằng cha khốn nạn. Anh nói rằng trả lại xe không ăn đòn. Mày hộ ông nội mày cái. Vừa dứt lời, 500 anh em khu ổ chuột cũng đã kéo đến. Không cần nhiều lời, tất cả xông vào đập phá quán bar, sau đó thành công lấy được chiếc xe đẩy mang về. Đúng lúc đó, Đầu Sắt gặp lại lão cảnh sát Hói, tưởng rằng ông ta sẽ cho anh vào trại giam chăn kiến, nhưng không ngờ lão Hói lại chỉ muốn tìm anh để đền ơn cứu mạng mà thôi. Ông ta đưa cho anh tấm bưu thiếp và nói hãy gọi cho tôi nếu anh cần giúp đỡ. Tưởng rằng qua chuyện này cuộc sống của anh Kiệt sẽ bình yên, nhưng rồi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Lão Cao là ông chủ khu trò chơi rất nhanh đã phát hiện ra máy đánh bạc của mình bị gắn chip. Hắn cho người âm thầm theo dõi thì phát hiện ra A Kiệt đang ngồi chơi thì liền tới bắt quả tang. Lão Cao lôi A Kiệt tới một con hẻm, bắt anh khai ra kẻ chủ mưu, nhưng A Kiệt mồm câm như hến, sống chết không nói nửa lời. Hắn ta liền lấy ra một con dao để hăm dọa, thì A Kiệt với bản tính nhút nhát đã đái tổ tổ ra quần như một đứa trẻ. Nhưng ngay khi như vậy, anh vẫn không chịu khai ra Đầu Sắt và những anh em khác trong hội. Lão Cao máu chó dồn lên não, giận quá hóa thẹn, liền dùng dao rạch hai đường hủy hoại khuôn mặt A Kiệt, sau đó còn chặt cụt luôn một bàn tay phải của anh. Đầu Sắt cùng anh em chạy tới thì đã quá muộn, bọn chúng đã đông còn dùng hàng nóng nên mọi người không dám xông vào. Nhìn thấy A Kiệt thoi thóp nằm trên giường, Đầu Sắt vừa thương xót vừa căm phẫn vô cùng. Anh tự đưa ra một quyết định, đó là một mình báo thù cho thằng em dạy. Anh em cũng định lên đường theo anh đại chiến một phen, nhưng lão Cao người đông thế mạnh nên Đầu Sắt không muốn anh em phải bỏ mạng nơi đất khách quê người. Sáng hôm sau, Đầu Sắt một thân một mình lẻn vào hội quán của lão Cao, biết rằng tấn công trực diện anh sẽ chẳng phải là đối thủ của bọn chúng nên đành làm anh hùng núp dưới ghế sofa, đợi thời cơ đến sẽ ra tay báo thù. Nhưng anh không ngờ rằng lại vô tình nghe được lão Cao đang bàn kế chuẩn bị mưu sát Seiko, hội phó của Hiệp hội Yakuza Nhật Bản. Một lúc sau, Seiko xuất hiện. Đầu Sắt nhìn thấy rất quen, thì ra đây chính là chồng của Tú Tú mà anh đã gặp lần trước ở quán bar. Tình thế ngàn cân treo sợi lông chân, Đầu Sắt cũng chẳng kịp nghĩ nhiều mà lập tức rút đao ra chờ thời cơ hành động. Lão Cao mưu sô kế bẩn cũng giả vờ đàm phán, sau đó bất ngờ móc con dao phay ra cán trộm. Seiko bị bao vây từ phía điên cuồng chống trả. Đúng lúc hắn bị dồn tới bước đường cùng, Đầu Sắt trốn dưới ghế vùng dậy nhắm chuẩn thời cơ chém một nhát đứt lìa bàn tay của lão Cao. Anh không chỉ cứu được Seiko mà còn báo thù được cho A Kiệt. Dưới sự yểm hộ của Đầu Sắt, hai người thành công thoát khỏi sự truy bắt của lũ đàn em. Sau đó Seiko đem Đầu Sắt về nhà. Tú Tú trông thấy người cũ từng thương thì bần thần một hồi lâu. Đúng là tình cũ không rủ mà cũng tới. Hai người cứ thế nhìn nhau mà không nói câu gì. Đầu Sắt không ngờ Tú Tú đã có một cô con gái với Seiko. Nhìn cô bé vô cùng ngây thơ, anh cũng chỉ còn biết chúc phúc cho người yêu cũ mà thôi. Để báo đáp ơn cứu mạng, Seiko nói muốn Đầu Sắt đến làm việc cho mình, lương cao bao nhiêu hắn cũng có thể trả. Tuy nhiên Đầu Sắt lại từ chối. Anh vốn chỉ muốn báo thù cho A Kiệt chứ không hề muốn dính líu đến xã hội đen.
Không những thế, đầu sắt còn nói cho Seiko biết rằng anh núp dưới ghế sofa đã nghe được kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát này chính là lão già trai En, bang chủ của băng đảng lưỡi búa. Hắn đã sai thằng con trai mình đến đàm phán với lão cao để giết anh. Biết được sự thật, ngày hôm sau Seiko đã tố cáo với hội trưởng rằng trai En đã âm mưu thuê lão cao ám sát mình để leo lên chức hội phó. Tuy nhiên trai En một mực không thừa nhận và hội trưởng cũng bênh vực hắn ta, như thế cả hai đã thông đồng từ trước. Vì không có bằng chứng xác thực nên hội trưởng đã bắt Seiko cúi đầu xin lỗi lão ta. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Vì không tiện ra tay nên Seiko liền tới gặp đầu sắt. Biết anh là người có bản lĩnh nên Seiko đã nhờ anh trừ khử hai người, đó chính là hội trưởng hiệp hội Yakuza và lão già chó chết trai En để báo thù. Đổi lại, anh sẽ được nhập quốc tịch Nhật Bản một cách hợp pháp, cũng như trở thành một trong những bang chủ Yakuza ở Tokyo, trực tiếp cai quản toàn bộ địa bàn của lão già trai En trước đó. Không ngờ rằng đầu sắt liền lập tức đồng ý mà không hề từ chối. Thực lòng anh không muốn giết người, nhưng chứng kiến cảnh những người thân của mình bị bọn chúng bắt nạt thì không thể không tìm cách bảo vệ. Chỉ có quyền lực mới là chìa khóa để sinh sống yên ổn ở nơi đây. Sau khi chốt kèo, ngay lập tức đêm hôm đó, đầu sắt đột nhập vào văn phòng của hội trưởng, dùng một dao chuyển hộ khẩu của ông ta xuống nhà của Diêm Vương. Không ngờ rằng lần đầu giết người lại thuận lợi đến vậy. Tiếp đến là lão già trai En, đầu sắt là một viên kẹo đồng ngọt lịn vào giữa trán, tiện hắn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Nhân cơ hội đó, Seiko ra lệnh cho đàn em thanh toán toàn bộ tay chân của hắn ta để chiếm địa bàn. Bên cạnh đó, do hội trưởng đã đi Tây Trúc thỉnh kinh, chính vì thế bố già Yakuza, người quyền lực nhất trong giới xã hội đen Nhật Bản, đã cho Seiko từ hội phó lên làm hội trưởng. Kế hoạch thành công như lời đã hứa, Seiko soạn chiếu thư, sau đó sai đàn em của mình là Long Chọc Tóc Dài đi trao cho đầu sắt để làm bang chủ, toàn quyền kiểm soát địa bàn trước đó của lão già trai En. Long Chọc Tóc Dài không thể làm trái lệnh hội trưởng, nhưng trong lòng lại luôn đố kỵ vì đầu sắt là kẻ ngoại bang. Trong mắt hắn, bang đảng của anh chỉ là những con chó ngoại quốc mà thôi. Mặc kệ người ta nói gì thì nói, chỉ trong một đêm, đầu sắt đã trở thành thủ lĩnh của một trong những băng đảng lớn nhất Nhật Bản. Kể từ khi đầu sắt lên nắm quyền, rất nhiều băng đảng khác cũng như dân anh chị hồ báo cáo trồn đều đến chúc mừng. Lão già trước đó đã Mr. Bean anh chàng A Kiệt, nay cũng ngoan như cún con, kính cẩn nghiêm mình. A Kiệt nhìn thấy hắn ta thì liền nổi điên nổi khùng, túm râu định đấm vỡ mồm thằng bố vợ hụt để trả mối nhục năm nào. Mặc dù mọi người đều cảm thấy vui vẻ, nhưng A Kiệt thì lại hoàn toàn khác. Từ khi bị lão cao chém cụt cánh tay và hủy hoại nhan sắc, anh đã không còn như trước đây. Về phía đầu sắt, anh làm việc này chỉ muốn những người anh em Trung Quốc của anh không bị bọn Yakuza Nhật Bản bắt nạt mà thôi. Mặc dù đã trở thành bang chủ, tuy nhiên với bản tính lương thiện, đầu sắt mở ra một hộp đêm nhưng toàn quyền giao cho anh béo và cậu em đại bảo quản lý, còn anh sẽ lùi bước về sau để làm ăn kinh doanh nhỏ. Với số vốn ít ỏi, đầu sắt cùng với người đẹp Suka đã cùng nhau mở một xưởng bán máy cày. Điều đó đã giúp anh như tìm thấy tình yêu thứ hai của mình ở nơi đây. Trong khi đầu sắt đang dần hướng mình theo con đường lương thiện, thì những anh em của anh lại khác. Cùng với sự mở rộng địa bàn thì lòng tham của các thành viên trong băng đảng cũng bắt đầu nảy mầm. Sau cùng, chút lương tâm còn lại của bọn họ cũng bị vứt cho chó nó nhai nên làm rất nhiều việc phi pháp. Đặc biệt là A Kiệt, sau khi bị hủy hoại khuôn mặt và bị đứt lìa một bàn tay phải dùng tay giả, tính cách của anh ta đã thay đổi 180 độ, bộ dạng côn đồ như thằng ngáo đá, tóc tai thì bù xù nhìn đã thấy ngu, thậm chí còn buôn bán ma túy đá. Đó là một điều cấm kỵ mà đầu sắt không bao giờ muốn anh em của mình dây vào. A Kiệt ngày càng trở nên lộng quyền, biết cô nàng năm xưa mà anh thầm thương trộm nhớ có người yêu mới, anh ta liền ra tay sát hại thanh niên đó một cách vô cớ ngay giữa địa bàn của các băng đảng khác mà chẳng nể nang điều gì. Cuối cùng, sự ngông cuồng của bọn họ cũng khiến cho bố già vô cùng tức giận. Ông ta không thích đám người Trung Quốc bắt nạt những Yakuza chính hiệu của mình. Tuy nhiên, băng nhóm của đầu sắt là do đích thân hội trưởng Seiko bổ nhiệm. Chính vì thế, bố già liền gọi điện thoại hỏi tội hắn ta. Tuy nhiên, Seiko người đông thế mạnh đã không coi sư phụ ra gì, còn ngang nhiên nói rằng những người Trung Quốc chỉ là một con tốt trong tay tôi mà thôi, còn ông già rồi nên gọi thợ mộc đến đo quan tài sớm đi là vừa. Ông già biết rằng Seiko chuẩn bị làm phản nên liền tìm người đi thanh lý môn hộ. Không ngờ đàn em thân cận của Seiko là Long Chọc Tóc Dài xuất hiện, hắn ta nguyện thay trời hành đạo trừ khử Seiko. Bởi lẽ từ lâu, khi Seiko trọng dụng đầu sắt và những người Trung Quốc để mở rộng địa bàn, Long Chọc đã căm phẫn và muốn lật đổ hắn ta, và đây chính là cơ hội để thanh lọc các bang phái Yakuza ở thành phố Tokyo này. Bên cạnh đó, sự mở rộng thế lực của người Hoa, mà cụ thể là băng đảng của anh em đầu sắt, còn khiến chính phủ cảm thấy bị đe dọa. Chính vì thế, thủ tướng đã lệnh cho sở cảnh sát truy quét toàn bộ những người Trung Quốc phạm pháp ra trước pháp luật. Ngay lập tức, lão hói cảnh sát tới tìm đầu sắt. Ông ta nói rằng tất cả các thành viên trong bang hội của anh nay đã nằm trong danh sách đen của chính phủ, bởi lẽ không chỉ làm ăn phi pháp mà còn dám bán cả mai thúy. Tuy nhiên, đầu sắt lại không tin đàn em mình dám làm ra những việc đó. Lão hói còn nói rằng nếu như cậu cung cấp bằng chứng Seiko phạm tội thì tôi sẽ nương tay với đàn em của cậu. Không còn cách nào khác, đầu sắt đành phải bắt tay hợp tác. Việc đầu tiên là anh muốn chấn chỉnh lại đàn em của mình. Ấy vậy mà khi
trở về hộp đêm do mình sáng lập ra, đầu sắt lại bị lũ đàn em bu vào định dạy cho anh một bài học. May mắn đại bảo xông đến thì bọn này mới biết mình đã đụng nhầm đại ca. Sau khi đại bảo kể ra mọi chuyện thì đầu sắt mới tin rằng những lời của lão hói cảnh sát là đúng sự thật. Mọi chuyện đã dần mất kiểm soát. Không những thế, Seco còn đang lợi dụng thằng em trai A Kiệt để mở rộng địa bàn. Thấy đầu sắt hết lòng vì mọi người, nhưng giờ đây anh em không còn như trước nữa. Cô nàng Suka xinh đẹp dù đầu sắt cùng nhau cao chạy xa bay, bỏ phố về quê nuôi cá và trồng rau, sống một cuộc sống yên bình rồi để một đội bóng tham gia World Cup cho nó máu. Tuy nhiên đầu sắt không thể bỏ mặc lại anh em nên đã từ chối. Điều này khiến cô nàng Suka vô cùng tức giận, liền tặng cho anh một phát bạt tai rồi lập tức bỏ đi. Buổi tối hôm đó, đầu sắt cùng lão hói tới cứ điểm của băng đảng để khuyên nhủ anh em cũng như thu thập bằng chứng phạm tội của Seco. Có thế anh mới giúp được mọi người vượt qua kiếp nạn này. Tuy nhiên vừa nhìn thấy có sự xuất hiện của cảnh sát, mọi người ai nấy đều cảm thấy bất mãn. Vừa hay lúc này Seco cũng có mặt tại đó, hắn đang muốn mượn tay A Kiệt xử lý mấy tên trùm để mở rộng địa bàn, giống như cách mà hắn đã lợi dụng đầu sắt năm nào. A Kiệt cùng hắn ta xuất hiện, bị danh vọng làm đuôi cả mắt, cậu ta liền thái độ với đầu sắt và còn thừa nhận tất cả mọi người đã cùng nhau buôn ma túy đá. Đầu sắt không ngờ rằng anh em đều đã bị tha hóa, anh hết lòng khuyên mọi người dừng tay lại thì vẫn có cơ hội làm lại cuộc đời, tuy nhiên cái mà anh nhận lại được lại là ánh mắt kỳ thị của tất cả anh em. Không chịu được nữa, Thiết Đầu cướp súng của lão hói định giết chết Seco để hắn không làm hại mọi người. Tuy nhiên A Kiệt lại xông ra cản lại. Trong lúc giằng co, đại bảo đã rút dao đâm cho đầu sắt một phát vào hông. Anh không ngờ rằng người mà mình đã từng cứu năm xưa ở bãi rác nay lại nhẫn tâm ra tay giết mình. Những anh em cùng nhau đi lên từ gian khổ nay lại trở mặt với nhau. Anh từng cố gắng giúp bọn họ đổi đời, từng gây dựng cho họ một cuộc sống nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng nay họ lại muốn lấy mạng của anh. Duy nhất chỉ có anh béo tới ngăn đại bảo lại thì cũng bị hắn ta kết liễu bằng một phát chém ngang cuống họng. Tuy nhiên tất cả lại không hề hay biết, Long Chọc Tóc Dài theo lời của bố già đã tập hợp tất cả các anh em Yakuza đến để tận diệt Seco cũng như thanh lý băng đảng của đầu sắt. Đi theo Long Chọc Tóc Dài còn có cả lão Cao, kẻ mà đầu sắt đã chặt mất cánh tay để báo thù cho A Kiệt. Phía bên trên, đại bảo đã sớm bị ma tuế đá làm lú như con cú nên tiếp tục cầm dao xông lên định kết liễu đầu sắt. Bên dưới Long Chọc cũng ra lệnh cho đàn em trong băng đảng xông lên. Đột nhiên một viên gạch bay qua cửa sổ làm cái bốp trúng quả óc cháu của đại bảo. Tiếp theo sau đó là một cơn mưa gạch từ dưới phóng lên tấn công cả lũ. Thằng nào không nấp nhanh thì chỉ có nhập viện chấn thương sọ não. Bọn Yakuza nhân cơ hội đó leo theo đường cửa sổ chui vào. Đầu sắt cố gắng ngăn cản nhưng bọn chúng quá đông. Thằng này rụng xuống thì thằng khác lại xông lên như ruồi bâu cứt trâu. A Kiệt muốn trốn chạy từ cửa lớn tầng dưới nhưng cũng đã sớm bị bọn chúng chặn đầu. Khi cậu ta nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của lão Cao thì mặt liền xanh như tàu lá chuối. Bóng ma tâm lý về quá khứ bị hắn chặt tay lại hiện về trong tâm trí A Kiệt. Bỗng chốc cậu ta quay trở lại với bộ dạng nhát gan như ngày nào. Đầu sắt cố gắng cản bước bọn chúng từ phía cầu thang cho A Kiệt bỏ chạy, nhưng cậu ta chui lùi mãi lại dính ngay một kiếm vào bụng. Đầu sắt cũng bị thương không ít. Seco muốn đánh bài chuồn qua đường cửa sổ nhưng ai dè lại bị Long Chọc Tóc Dài ở tầng dưới nhằm sẵn bắn trúng tim. Thời khắc sắp oảng, hắn ta móc chiếc USB chứa chứng cứ phạm tội của bố già cũng như toàn bộ các băng đảng Yakuza Nhật Bản giao cho đầu sắt, bảo anh hãy cho bọn chúng đón xuân này trong nhà đá. Lũ xã hội đen tầng dưới điên cuồng xông lên. Lão hói cảnh sát nhanh trí kéo chiếc dàn mướt xuống để cản đường, giúp cho ông ta cùng đầu sắt có cơ hội trèo xuống qua lối thoát hiểm bên hông tòa nhà. Ra tới đường lớn thì cũng là lúc lực lượng cảnh sát có mặt, lão hói thoát khỏi nguy hiểm, đầu sắt cũng may mắn chạy thoát vào trong một con hẻm. Anh vòng lại phía sau thì bắt gặp A Kiệt đang hấp hối. Cậu ta nói em vẫn chỉ là thằng nhát gan rồi xuống gặp ông bà ông vải. Đầu sắt lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Anh nhớ lại những ngày tháng anh em hạnh phúc nhất bên chiếc xe bán hạt rẻ hôm nào mà vô cùng cam phẫn. Mặc dù đang bị thương rất nặng nhưng đầu sắt vẫn lo cho người yêu cũ là cô nàng Tú Tú. Anh alo gọi cô tới gặp ở bến xe Mỹ Đình rồi cùng nhau cao chạy xa bay. Nhưng đầu sắt đâu ngờ rằng người của Long Chọc Tóc Dài đã có mặt ở nhà cô nàng từ trước. Chúng lấy cô bé con ép Tú Tú khai ra điểm hẹn. Tú Tú vô cùng đau lòng nhưng không còn cách nào khác, cũng đành phải bán đứng người yêu. Lập tức bọn chúng đã có mặt truy đuổi, thằng nào thằng nấy đều trang bị hàng nóng đến tận kẽ chân thì sao đầu sắt có thể chạy thoát được. Anh bị bọn chúng đánh cho tơi bời khói lửa, cuối cùng đầu sắt bị chặn đầu và không thể chạy được nữa. Long Chọc đã nổ súng kết liễu anh. Lúc này cảnh sát cũng đã đến giải vây nhưng có lẽ là đã muộn, hai bên đấu súng và thương vong cũng khá nhiều. Long Chọc cũng bị lão hói cho ăn kẹo đồng ngọt lịm. Lần theo vết máu, ông tìm thấy đầu sắt rơi xuống cống ngầm khi xưa anh đã làm thuê lúc nào không hay. Đây cũng chính là nơi mà trước đó đầu sắt đã cứu lão hói một mạng. Giờ đây, ông đã cứu anh khỏi dòng nước nhưng có lẽ đã không kịp nữa rồi. Vết thương của anh quá nặng không thể trụ được nữa. Thời khắc gần đất xa trời, đầu sắt đưa cho lão hói chiếc USB, sau đó cơ thể vô tình trôi theo dòng nước. Lão hói không biết bơi nên chẳng thể nào kéo anh lại được nữa. Những giây phút cuối đời, đầu sắt nhớ lại những giây phút cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc. Chỉ có khi còn nghèo thì tình nghĩa mới nặng sâu, đồng tiền đã làm tha hóa tất cả, dẫn tới những kết cục bi thảm không thể ngờ tới. Xã hội ngày nay cũng vậy, mọi thứ trở nên hiện đại và đầy đủ, nhưng những ký ức thời thơ ấu không có internet, không có smartphone và đồ ở bên cạnh ông bà người thân bạn bè sẽ luôn là những kỷ niệm đẹp nhất trong đời. Chỉ tiếc cho cô nàng Suka xinh đẹp, hết lòng vì đầu sắt mà anh lại không biết trân trọng.
Anh em nào thích về quê nuôi cá trồng rau và sản xuất một đội bóng thì hãy về với đội của Mòn nha. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi. Tên phim mình để ở đầu mô tả để các bạn có thể lên Google tìm kiếm xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Mòn. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người. I love you, Pak Pak. Bye bye.